hỏi xíu, thứ hai là gì? Năm nè. Thứ ba? A Tuesday. Đó, thứ ba là Tuesday. Thứ tư? Wednesday. Tại sao mẹ không nói Tuesday đó? Okay, Wednesday. Thứ năm? Thursday. Thứ sáu? Mình cái chặt thịt mà bà chặt thịt mà Thursday. À, Thursday, đúng rồi, cái Thursday ha, Thursday. Cái thứ sáu? Friday. Thứ bảy? Saturday. Yeah, Saturday. Cái chủ nhật? Chủ nhật cơ. Không biết. Thế mặt trời là gì? Mặt trời á? Ừ. Không biết. Mặt trăng? Mặt moon. Trăng, moon. Mặt trời là sun. Thế sun. Chứ chủ nhật là? Chủ nhật dạ đều vui vì mai suốt tuần. Rồi, thế mày hỏi chủ nhật là gì? Không biết. Sun gì? Sunday. Sunday, sao con cứ giỡn hoài thế? Chủ nhật là gì nào? Thế bây giờ học với mẹ hay là chơi xếp hình nào để mẹ biết đường nào? Xếp hình. Xếp hình thì thôi mẹ cất sách nha. Vâng ạ. Thế tưởng ra đây học với mẹ rồi lại cất sách là sao? Mất công mẹ ra lớp. À, học. Học nha, rồi ok. Nào mẹ hỏi này, what's this? Camera. Rồi, what's this? Cupboard. Yes, what's this? Boots. What's this? Chair. And what's this? This. Desk. And what's this? Đây không phải là table, là desk nha. Desk, desk nha, okay. Yes. What's this? Door. Door. Thế con nhìn về con nhận ra được không? Nhìn nó nhận ra được không? Nè, what's this? Sushi. Yeah. Nhìn góc hình con nhận ra gì không? What's this? Camera. And what's this? Camera. Đây đây, camera. Camera, đúng rồi. Đây, look at this. What's this? Không biết. Nhìn này, nhìn con gì cái góc này này, nhìn góc này, góc này giống cái góc tủ này không? Đây, cái kính lúp thấy không? Cupboard. Còn này, what's this? Table. Con nhìn góc này với góc này này, giống chưa? Là gì? Desk. Ủa đâu? Đây mà desk á? Gì đây? What's this? Cupboard. No, cupboard here. Cái bảng là gì nhỉ? Board. Mẹ nói nhầm con à? Con nói nhầm, ok. What's this? Desk. Desk. What's this? Đâu không phải là table mà desk à? Yeah, ok, đúng rồi. What's this? Đây mới là table. Đây mới là chair. Chair hay là table? Chair. What's this? Chair mà. Chair. Door. Con đừng gấp sách đi, hỏng sách của mẹ nè. Rồi, what's this? Bài mới nào? Bút bảng. And what's this? Không, con tự đọc. À, tự đọc nên con đọc một lèo đây nè. Cầm chỉ mẹ đọc này. Đã. Vừa đọc gì đó? Bút, tự con đọc đi. Bút bảng. Đấy. Eraser. Ừ. Pen. Pencil. Book. Eraser. Có không? Bút màu xám mà eraser cái gì? Màu xám á? Ừ. Màu sắc là gì? Con nghĩ xem ạ. Con biết ạ. Là gì? Là gì? Biết rồi, nói mẹ nghe xem. Con biết. C. Crayon. Yeah, crayon. C, crayon. Nhớ nha. Crayon. Rồi, tiếp tục. Trang tiếp tục, con tự chỉ đi nào. Kệ sách là gì? Kệ sách gì ạ? Đúng rồi. Là gì? Quyển sách là gì nhỉ? Book. Book. Vậy kệ sách là bookcase. Bookcase. À, mẹ là mẹ không nhắc là giờ mẹ hỏi lại. Thế kệ sách là gì? Bookcase. Yeah, that's right. Tiếp nào. What's this? À, rồi, cần tự chỉ rồi, tự. Bookcase. Gunner. Petter. Fat. Pencil. Notebook. Từ pencil case, con bật sờ biết sao nữa nha. Pencil case. Đúng rồi, that's right. Rồi tiếp. Trang nào con biết nữa nào. Trang nào, đây, kia. Bedroom. Sofa. Thôi,
Sofa là đúng rồi, nhưng cái này là cái phòng gì? Phòng khách là phòng gì? Phòng khách là gì nhỉ? Living room. Yeah, living room. Tiếp. Kitchen. Yeah, kitchen. Tiếp. Đó. Rất rồi, để cho bước khác. Khu vườn. Khu vườn là gì? Vườn. Garden. 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 Tiếp. Bathroom. Bathroom. Không, bathroom. Bathroom. Phòng ăn. Dining room. Dining room. Very good. Rồi, tiếp, chỉ mẹ xem. Bed. Garden. Yeah. Bathroom. Này. Mẹ lau hồ mồ hôi cho, để mẹ lau cho. Rồi. No. Đúng rồi, cái chéo là no. Phòng gì đó con? What's room? Phòng gì á? Dining room. Living room. Living room. Bên này sofa nè. Yeah, sofa. Living room. Yes. Chính xác nè. Đúng rồi. Cái này cũng chính xác. Cái này là cái gì? What's this? Kitchen. Kitchen, that's right. Very good. Okay. Bài mới. Mat. Tiếp. Cái này hôm qua học rồi mà. Thì bây giờ ôn lại bài cho mẹ xem nhớ không? Mat. Mirror. Sofa. Bed. Ông chè. Rồi mẹ không được chè. Con biết rồi. Nói mẹ xem. Mirror. Đúng rồi, mirror. Mirror. Bed. Ông chè. Chưa. TV lamp. Lamp, ok. Đây. Lamp. Đây chứ. Đâu? Đâu nữa? Nào. Rồi, con chỉ đi. Ông chị. Bed. Bathroom. Cái phòng gì thì có cái bed con nhỉ? Dạ. Phòng gì thì có bed? Dạ. Cái phòng gì thì có cái bed? Đây. Bed. Bed là nằm trong phòng nào? Phòng này. Phòng nào? Phòng này. Phòng này thì gọi là phòng gì? Bed. Bed gì? Bedroom. Bedroom, đúng rồi. Ok, tiếp nào. Bed. Bed trong bedroom. Ok. Tiếp cho mẹ. Mà đây là bedroom. Bedroom. Ok, bedroom. Đúng rồi, đây là bed thôi ha. Đổi chăn được không? Mẹ đổi chăn. Ok. Rồi, who's this? Ai đây? Không biết. Anh trai là gì? Anh trai. Có phải anh trai không? À, chị gái chứ nhà con gái mà. Chị gái là gì? Chị gái. Anh trai phải đẹp trai cơ. Anh trai phải đẹp trai là gì? Đẹp trai nghĩa là gì con nhỉ? Không biết. Từ đẹp trai là gì? Từ cao là gì? Cao. Anh trai là tròn. Cao là tròn, đẹp trai. Handsome, đúng rồi. Thế còn anh là gì? Brother, con nhớ không? Brother. Chị là gì? Brother. Brother. Thế chị là gì? Chị là gì? Chị chip nhà mình là gì? Chị chip á? Sister. Sister. Thế mẹ? Mẹ mi đó. Mẹ mi à? Con chọn xem người nào đẹp nhất là mẹ mi. Đâu? Đây à? Rồi, mẹ là gì? Mother. Bố? Bố đâu? Đây. Không, giống bố không? Không. Bố đâu? Chọn xem. Đây. Đúng không? Bố hạ đây nè. Còn ông Đức mà. Đây ông Đức, ok. Thế bố là gì? Không biết. Father. Thế bà là gì nhỉ? Bà Xuân là gì nhỉ? Bà Xuân á. Bà là gì? Mother. No, mother là mẹ rồi. Bà là grand? Grandmother. Grandmother. Ông? Còn ông nè. Đâu, ông đây nè. Ông đây rồi, ông là gì? Ông à? Grandmother là bà rồi, thì ông thì phải là gì? Grandmother. Grandfather.
Không được chế linh tinh nha. Quyền mặt đất. No, ông nghe ông buồn ạ. Ta đây, học bài cao thấp này. Cao, gì nhỉ? Tall. Tiếp. Lớn. Short. Short. Handsome. Pretty. À, rồi, 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 con chị. Tall. Handsome. Pretty. Từ béo á. Ờ, béo là gì? Fat. 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 Vin là gầy đúng rồi, ok giỏi lắm. Gầy, quên vẫn ngu thế này mà. À đây học nghề nghiệp này, bác sĩ là gì nè? Bác sĩ là gì nhỉ? Doctor. Đúng rồi. Cô giáo, thầy giáo nè. Thầy giáo á. Ờ, cô giáo đó à? Cô giáo á. Ờ. Không, đây cô giáo tóc dài cô. À thì chắc là đây thầy giáo, à đúng rồi đây thầy giáo. Thầy giáo. Teacher. Thầy giáo. Cảnh sát này, cảnh sát là gì? Anh nhớ. Police officer. Yeah, police officer. Phi công con nhớ. Phi công á. Không biết rồi. Là gì? Con biết cười. Thiệt luôn á. Phi công là gì? Phi công á. Ờ. Không biết. Pilot. Pilot. Yeah, pilot. Con nhớ đi nha, pilot. Nè, kỹ sư này, engineer. Mẹ con đi. À, mẹ không được nói rồi, mẹ hỏi là em kỹ sư là gì? Engineer. Engineer, thì phi công. Phi công. Đó. Hả? Mẹ đây, đây, đây. Bảo phi công ngại đi. Ờ, rồi phi công là gì? Đây, đây. Con nhìn nè. Con nhìn, đây. Mẹ bảo phi công ngại đi. Từ từ, để mẹ quay lại trang đã. Rồi, đây, phi công đây, đây. Phi công. Là gì? Pi gì? Pilot. Ok. Y tá con nhớ không? Học chưa? Y tá con học rồi. Là gì? Con nào con học rồi. Thì y tá là gì con nhớ không? Nurse nhớ không? Nurse. Nurse. Đâu? Nurse. Hình như là về nghề nghiệp con chưa nhớ nhiều lắm nhỉ? Nông dân con nhớ không? Nông dân. Ừ. Học chưa? Con gái. Farmer. Farmer. Thấy y tá. Y tá đây. Nurse here. Đây phi công, đây pilot. Nurse, pilot, engineer, farmer. Lại nha. Nào nurse. Mẹ con đừng nghe. À mẹ không nói rồi, con đọc đi. Nurse. Y tá. Lại rớt rồi, chán quá, mất rồi. Hay là ôn những cái gì con học rồi thôi nha. Đây là cái chữ học khoa, rồi màu nha. Màu cho mẹ. Học rồi. Ừ, màu học rồi, màu gì đây? What color? Không biết. Blue. Blue here. Blue nè. À, blue à. No, đây là green. Green. Yeah. Ừ, lại nha. Lại nè. What color? Green. Yes, tiếp tục. Rồi con lấy lên đi, ok, lấy lên con chỉ nè. Mau lên chỉ màu cho mẹ nè, what color? Mẹ chỉ cho con. Rồi mẹ chỉ ha, đây what color? Dạ. Nào nốt đi con, nốt. Quả bóng nó chạy được mà. Quả bóng nó bon bon chứ nó không chạy được. Bon bon, chạy được. À đúng rồi, quả bóng là gì nhỉ? Bồ. Bồ, đúng rồi. Không phải là bốt nè. Ờ. Bồ. Bồ, đúng rồi, ok. Bồ, không phải là bốt, là bồ. Thôi con không thích học màu. Nên màu vàng là gì con? Yellow. Không. Yellow vàng á. Đây là màu cam là gì? Màu. Yellow. Yellow, đúng rồi. Đỏ. Đỏ là màu á. Đấy, đỏ là màu, đúng rồi đấy. Nhưng mà màu đỏ là gì? Đỏ. Ừ. Red. Red. Nó đỏ giống màu này. Đúng rồi. Xanh dương này, xanh dương này. Xanh dương. Dương là gì? Xanh dương. Blue. Blue. Màu đen. Nam. No, black. Nam. Màu trắng. Nam là cái gì? Lam là cái đèn ngủ, đèn học đó con. Đúng không?
Hôm nay chị chiết học này, con không vào học này. Nay chị chiết học bài này. Đây hôm nay chị chiết học bài này nè, con nhớ không? Mẹ hỏi con nè. Hôm nay chị chiết học bài này con biết này không? Shoes nè. Mẹ dạy nhá. Shoes. Dress. T-shirt. Pants. Áo thun là gì nhỉ? Răng. Răng là gì? Răng là teeth. Mũi. No. Mắt. Eyes. Đúng rồi, bài đây này này, ok. Tóc. Ôi xe, gặp qua. Đây bài đây con này. Mũi này, mũi là gì? Mũi nose. Tai. Eyes. Tóc tai mà. Ears. Ears. Eyes là mắt nè. Thế miệng nào, cái miệng nào? Hair. Hair là tóc, miệng là mouth. 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 Đừng đưa tay mồm dơ con. Tóc này, tóc là gì? Tóc là gì? À, được. Con nhớ rồi. Rồi, nhớ chưa? Tóc là gì? Hair. Đúng, hair. Tai. Con tự chỉ. Rồi, tự chỉ đi đọc cho mẹ nghe sao. Con nhớ rồi, là ear. Ears, đúng rồi, tai là ears. Đúng rồi. Thế mắt, mắt là gì? Con biết rồi. Là gì? Eyes, đúng rồi. Miệng nào? Yeah. Miệng mà, cái mồm mà, mouth. Mouth. Đây đây đây, đưa lên đây mẹ dạy cái bài hôm nay chị chiết học này, con vào lớp nè. Đưa lên đây, mau lên. Mau lên. Này chị, nay chị, anh Hùng xin lỗi rồi mà con không chịu vào lớp à? Anh trêu con à? Con vào lớp này mà. Rồi hôm nay mẹ dạy nè, quần đùi nè, shorts. 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 Áo len nè, sweater. 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 Cứng gì? Glasses. Con mệt chưa? Mẹ ngưng nha. Hôm sau học nha. Mẹ tắt nha. Đồng ý không em? Hả? Monkey story à? Kê luôn, mẹ tắt nha.